con gái ruột của ca sĩ Quang Bình, xúc động khi gặp lại cha sau cơn bạo bệnh. Mới đây, danh hài Thiên Nga đưa ca sĩ Quang Bình trở lại phòng trọ tại nhà chị Phương, đã có cuộc gặp gỡ với em gái ca sĩ Quang Bình, đó là ca sĩ Phương Dâu. Theo như ca sĩ Phương Dâu chia sẻ, hiện tại mẹ ruột và con gái ruột của ca sĩ Quang Bình đang ở sát cạnh nhà nữ ca sĩ. Trong buổi nói chuyện lần này, có sự xuất hiện của cô bé tên Xuân, năm nay đã 18 tuổi. Con ruột ca sĩ Quang Bình, cô bé mặt tròn trông rất xinh, có nét rất giống cha Quang Bình. Con gái Quang Bình đã đậu đại học quản trị kinh doanh. Hiện vợ Quang Bình đang ở Bến Tre, được gia đình bên ngoài chăm sóc. Những ngày qua, người vợ này cũng đã theo dõi tình hình chồng mình bên Mỹ. Cô cũng có theo dõi channel của danh hài Thiên Nga. Theo ca sĩ Phương Dao nói, ngày hôm qua, ca sĩ Quang Bình mới gửi tiền về cho con gái mua xe để đi học, và cô bé dự tính sẽ làm thêm trong siêu thị vì sợ mình làm gánh nặng cho cha. Cô bé cũng rất ngoan. Thiên Nga nói mặc dù đi kiếm tiền, nhưng đừng quá áp lực mưu sinh sẽ ảnh hưởng đến việc học tập. Đừng áp lực quá thì học sẽ không được tập trung. Thiên Nga hỏi con có muốn qua Mỹ không? Thì cô bé nói chỉ qua với ba thôi, chứ không muốn qua Mỹ. Thiên Nga rồi từ từ ba sẽ lo cho con qua đây được. Khi qua đây thì con sẽ có một chân trời mới, và con sẽ phát triển và có tương lai. Thiên Nga con đừng có lo cho ba con, những người bên Mỹ đã lo cho ba con rồi. Trong buổi nói chuyện ngày hôm nay, ca sĩ Phương Dâu đã gửi lời cảm ơn khán giả đã giúp đỡ cho anh trai của mình. Xin phép thay mặt gia đình qua channel của Thiên Nga cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn yêu mến bố Dao, ca sĩ Hùng Cường, cũng như tương trợ cho Quang Bình khi gặp khó khăn bên đó. Gia đình rất là biết ơn tất cả mọi người đã cùng nhau lo cho anh Bình, vì bên đó anh Bình chỉ có một mình thôi. Gia đình bên này lực bất tòng tâm, rất muốn mà không làm gì được. Chỉ có Thiên Nga là cầu nối lan tỏa yêu thương, giúp đỡ anh Bình, vì tính anh Bình sống rất khép kín, vì ảnh rất ngại làm ảnh hưởng đến người khác. Cũng nhờ chị bạn tên Hoa và Thiên Nga biết được và chia sẻ cho mọi người đều biết đến, đặc biệt là Thiên Nga, mong là mọi điều an lành và may mắn sẽ đến với mọi người. Thiên Nga nói, cho em gửi lời thăm mẹ chị nha, vì em nể phục mẹ chị lắm. Qua trước đây, anh Bình kể về mẹ của chị, mẹ chị đúng là một người mẹ vĩ đại, giàu lòng vị tha. Mặc dù chồng rất đào hoa, nhưng bà đã rất nhịn nhục để mà giữ ánh hào quang cho chồng mình. Ca sĩ Phương Dao hỏi Thiên Nga có muốn gặp mẹ ruột mình không, và nữ ca sĩ đã đưa máy cho mẹ ruột của mình. Nhà mẹ ruột cũng sát vách nên rất thuận tiện cho việc chăm sóc khi không có ca sĩ Quang Bình và con gái ruột ở bên. Có thể thấy, mặc dù mẹ của ca sĩ Quang Bình năm nay đã 85 tuổi, nhưng nhiều nét đẹp trên khuôn mặt vẫn còn rất rõ. Vì lẽ đó mà những hình ảnh thời trẻ của bà rất xinh đẹp. Bà cũng là một nữ diễn viên xinh đẹp cùng thời với nam ca sĩ Hùng Cường. Mặc dù bà không nổi tiếng bằng chồng mình, nhưng so với những tiệc sắc gia nhân thời điểm đó, bà vẫn không thua một ai. Có lẽ vì bà rất xinh đẹp nên nam ca sĩ Hùng Cường lúc đó mới 18 tuổi đã yêu bà say đắm. Mẹ ca sĩ Quang Bình gặp mặt Thiên Nga qua màn hình điện thoại. Giọng nói của bà vẫn còn rất khỏe và nói chuyện rất minh mẫn. Bà rất xúc động, nói lời cảm ơn rất nhiều đến Thiên Nga. Bà nói nhờ có Thiên Nga mà con trai bà đã có chỗ ở ổn định và có thêm nhiều tấm lòng yêu thương. Những ngày qua, bà mừng quá không thể ngủ được. Thiên Nga xúc động khi nghe lời cảm ơn của mẹ ca sĩ Quang Bình. Thiên Nga hỏi vậy, sao chia tay ca sĩ Hùng Cường, bác có bước thêm bước nữa hay không? Mẹ ca sĩ Quang Bình nói, mình chỉ buôn bán làm ăn nuôi con, đến lớn bây giờ không muốn bước thêm bước nữa, vì bước thêm bước nữa mệt lắm. Ở vậy không làm phiền ai, và ai cũng không làm phiền lòng mình. Khi được Thiên Nga hỏi bác có muốn qua Mỹ không, mẹ ca sĩ Quang Bình nói, mình đâu có rước bác qua đâu. Ca sĩ Quang Bình nói mình muốn trở về Việt Nam, sống với mẹ đó, mẹ qua đây làm gì. Mẹ ca sĩ Quang Bình cảm ơn danh hài Thiên Nga. Trong một ngày Thiên Nga trở về Việt Nam, mình sẽ ôm thật chặt và cảm ơn nhiều hơn. Gặp lại ca sĩ Phương Dao, nói mẹ ruột chị là một người thần tượng của chị. Thiên Nga nói chị là người nổi tiếng, mà sao ở nhà chị cũng nhẫn luôn hả chị? Ca sĩ Phương Dao nói, mình ở nhà mình nhẫn chứ, vì ông xã của chị ở nhà ổng hiền lắm, chị ăn hiếp ổng không hà. Người nhẫn là chồng chị, chứ không phải là chị. Chị biết như vậy nên chị rất quý tính của ảnh. Sau câu chuyện gần 8 giờ tối, Thiên Nga đưa ca sĩ Quang Bình trở về khu điều trị bệnh. Thời gian sắp tới, nam ca sĩ sẽ trở về khu trọ này ở. Ca sĩ Quang Bình sinh năm 1957, là trưởng nam của nghệ sĩ danh tiếng Hùng Cường, đi hát từ năm 1975.
Quang Bình có mối tình sâu đậm với ca sĩ Trang Thanh Loan, tên thật là Nguyễn Lệ Liễu, sinh năm 1953, xuất thân từ lớp nhạc và ban tập lục Tùng Lâm. Trước năm 1975, đã hát nhiều trong các đại nhạc hội và phòng trà, thu một số bài trong đĩa sóng nhạc. Ngoài vai trò là ca sĩ, cô cũng xuất hiện trong vài tuần cải lương và đặc biệt được yêu thích trong các vở hài trên Paris by Night và Asia. Thời gian này, Trang Thanh Loan xin vào lớp nhạc Tùng Lâm. Khi được đề nghị hát để thử giọng, cô hát bài Tiếng Hát Hậu Phương và ngay lập tức được nhận. Chỉ vài ngày sau đó, cô được thầy dẫn sang Rạp Quốc Thanh dự thi tuyển lựa ca sĩ. Từ đó chính thức trở thành ca sĩ chuyên nghiệp. Vì quá mê hát, cô thường xuyên trốn học, rồi học đó bỏ học khi mới học hết lớp đệ tứ. Quang Bình và Trang Thanh Loan gặp nhau lần đầu vào khoảng cuối năm 1975, khi cả hai cùng theo đoàn hát về Long Xuyên hát ở Rạp Minh Hiển. Trang Thanh Loan kể lại rằng, khi đó Quang Bình mới 18 tuổi, đã gửi cho cô tờ giấy ghi mấy câu: Trang Đài ơi Trang Đài, thanh thanh nét thanh thanh, Lan Liễu còn phải kém, ôi yêu quá là yêu. Dù quen nhau nhưng không đến được với nhau, nghĩ rằng chuyện tình chỉ thoáng qua và không đi đến đâu. Sau đó Quang Bình nghỉ đoàn và sang đoàn hát khác. Đến tròn 5 năm sau đó, năm 1980, định mệnh cho họ gặp lại nhau khi lại chung đoàn trong một show diễn của nhạc sĩ Bảo Thu. Tuy nhiên chuyện tình lại trắc trở trong thời điểm mà tương lai mù mịt không thể định trước. Hơn nữa hai bên gia đình của Quang Bình và Trang Thanh Loan cũng có những kế hoạch khác để rời Việt Nam, nên họ có lời hẹn là sau 5 năm sau đó sẽ tái hợp trên đất Mỹ. Tuy nhiên kế hoạch thất bại và họ đã kết hôn năm 1981. Sang năm 1982, có người con gái đầu lòng được ông nội Hùng Cường khi đó đã sang đến Mỹ, đặt tên là Trần Kim Hoài Hương. Năm 1992, vợ chồng Quang Bình, Trang Thanh Loan từ Bảo Lãnh sang Mỹ, vẫn là cặp song ca ăn khách trên các sân khấu hải ngoại. Sang năm 2000, họ chia tay trong sự luyến tiếc của đồng nghiệp và khán giả.